Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Và trên tay mình đây là chiếc Vivo IQ3 5G. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên mà sở hữu cái bộ nhớ lưu trữ là USB 3.1 nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chiếc điện thoại smartphone gaming đến từ Vivo thì nó sẽ có gì nhá. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xăm soi qua cái hộp của chiếc máy này. Thì ở ngay mặt hộp này thì nó hiển thị rất rõ cái tên của sản phẩm này rồi, IQ3, và ở dưới là 5G. Cái hộp thì được thiết kế khá là đẹp mà nó bát chéo như thế này và nó có những đường vân carbon. Đây là một cái thiết kế mà cổ điển từ trước đến nay của những trên những chiếc điện thoại IQ rồi. Rồi bên trong này thì chắc chắn rồi sẽ là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với ốp lưng. Ốp lưng chiếc máy này nó thiết kế dạng nhám, sờ rất là thích tay. Rồi ở bên phía dưới này thì sẽ vẫn là cái dây cáp và đầu một đầu A một đầu C. Nhưng mà mình quan tâm đến cái phụ kiện này, đó chính là cục sạc đi kèm. Nó có cái công nghệ sạc nhanh là Vivo Flash Charge 2.0. Cái công suất lên tới 55W, sạc rất là nhanh. Rồi đến với nhân vật chính của chúng ta thì chiếc IQ3 này đầu tiên mình cảm giác rằng nó có một cái khối lượng khá là nặng đấy. Các bạn cầm sẽ rất là đầm tay. Ở mặt lưng thì sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt, nó chỉ có một cái giải nó hơi sáng sáng màu ở phía giữa này thôi. Ở phía góc này thì là logo của IQ cũng như là cái ký hiệu 5G. Còn cái cụm camera này thì đối với mình đánh giá thì nó khá là nhỏ nhắn, nhưng mà nó có tới 4 cái ống kính đấy. Còn về mặt lưng của chiếc máy này thì rất nhiều người đang tự hỏi rằng không biết là nó làm bằng kính hay nhựa. Thì mình thử ở đây thì mình thấy rằng nó gần như là chắc được làm bằng kính, khả năng cao là bằng kính chứ không phải nhựa đâu nhá. Trong cái tin ra mắt thì rất nhiều báo cũng nói cũng dịch là làm bằng nhựa, nhưng mà mình thấy đây gần như là làm bằng kính, rất là chắc chắn. Cái khung viền của máy thì làm bằng kim loại chắc chắn rồi, và cái cầm nắm thì nó rất là thoải mái. Tuy nhiên nó hơi bị cấn một chút ở chỗ cái khung viền và cái màn hình bên trên này. Đấy, sờ các bạn sẽ hơi cấn một chút. Còn ở mặt trước thì Vivo IQ3 lựa chọn cái phong cách thiết kế đó là màn hình nốt ruồi, với cái nốt ruồi bé bé ở phía góc phải này này. Nó nhỏ thôi. Về cái kích thước màn hình thì là 6,44 inch và độ phân giải là Full HD. Nhưng mà khá đáng tiếc là một sản phẩm chơi game như này nhưng lại không có cái tần số quét là 90Hz. Nó chỉ dừng lại ở 60Hz mà thôi. Nhưng mà cái tần số trạm cảm ứng thì nó là 180Hz. Nói chung là cái tác vụ hàng ngày thì nó cũng đáp ứng rất là đủ. Ở phía bên trái đây là phím AI gọi lên được trợ lý ảo bên trong chiếc máy này. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể tùy chọn để cài đặt được cái phím này nó gọi cái gì lên. Ở phía bên phải là phím âm lượng cũng như phím nguồn. Phím nguồn thì nó màu cam cam đỏ này, đổi bật này. Còn ở phía dưới chắc chắn rồi, cụm loa ngoài, khay SIM cũng như là cái cổng USB Type-C ở đây. Nhưng mà mình để ý hơn về cái phía bên cạnh phải này, bởi vì nó có hai cái phím cò, phím chạm cảm ứng lực. Nó tương tự với chiếc Black Shark 3 Pro. Khi các bạn chơi, các bạn hoàn toàn để đặt hai cái ngón tay ở đây như một cái cò để chơi game, nó tốt hơn. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng được trang bị cái công nghệ rung 4D. Khi các bạn chơi những game đua xe thì nó sẽ rung phản hồi vào chiếc máy này và sẽ tạo được cái cảm giác hưng phấn hơn khi các bạn chơi. Thêm nữa là nó sẽ có rất nhiều những cái chế độ dành riêng cho chơi game. Về cấu hình của chiếc máy này thì Vivo đã trang bị những gì tốt nhất dành cho nó, với bộ vi xử lý là Snapdragon 865, với cái hiệu suất đồ họa theo hãng nói là cải tiến lên tới 25%, RAM của máy là 6GB và ROM là 128GB. Ngoài ra chiếc máy này còn được trang bị cái hệ thống làm mát bằng carbon. Nhưng mà một trong những điểm nổi bật nhất của chiếc máy này đó chính là nó được trang bị cái bộ nhớ lưu trữ là USB 3.1, bộ nhớ lưu trữ nhanh nhất hiện nay, và đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới hỗ trợ cái bộ lưu trữ đó. Ngay cả những chiếc điện thoại mới ra mắt như là S20 series hay là Mi 10 Pro hay là Black Shark 3 thì cũng chỉ dừng lại ở USB 3.0 mà thôi. Còn với cụm camera phía sau này thì mình tin rằng một game thủ thì camera không phải là cái thứ mà được quan tâm nhất, nhưng mà ở đây vẫn có tới 4 camera. Cảm ứng chính của chiếc máy này là Sony IMX582 với độ phân giải là 48MP, với khẩu độ là f/1.7, kết hợp với một cảm biến tele 13MP nữa cho khả năng zoom góc lên tới 20x, một cảm biến góc siêu rộng là 13MP và một cảm biến đo độ sâu là 2MP nữa. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ chống rung điện tử cũng như là chế độ chụp đêm và quay video 4K 60fps. Ngoài ra thì IQ3 cũng hỗ trợ âm thanh chuẩn Hi-Res. Vì vậy là khi các bạn đeo tai nghe vào để chơi game hay là nghe nhạc thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Về mức giá chiếc máy này thì đang bán tại Clickbuy với mức giá là 10,9 triệu đồng, tương đương với chiếc Black Shark 3. Nhưng mà với mức giá này thì các bạn chỉ có thể mua được với cái phiên bản là 6GB RAM mà thôi. Còn với chiếc Black Shark 3 kia thì là phiên bản 8GB RAM. Vì vậy cái chiếc Xiaomi Black Shark 3 thì vẫn là một smartphone chuyên chơi game có mức giá rẻ nhất mà đang sử dụng 865 hiện nay. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì về chiếc IQ3 này cũng như là Black Shark 3 thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Hải Thông Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Tạp chí Người Việt Nam.